Trước đó vào tối qua, Đoàn thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn đã đến viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Cùng dự lễ viếng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Đến viếng và dâng hương Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng xúc động ghi sổ tang. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng vô cùng thương tiếc về sự ra đi của đồng chí Lê Văn Thành. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, quê hương kết nghĩa với thành phố Đà Nẵng. Thay mặt thành phố Đà Nẵng, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí và với tình cảm đồng chí anh em, chúng tôi luôn nhớ tới đồng chí, người anh với sự tâm huyết, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Với những dấu ấn, sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng, cũng như những dấu ấn đóng góp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo chính phủ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua.